Liệu bạn có biết, khi nhìn lên bầu trời sao, thực chất ta đang nhìn vào quá khứ của chúng? Sở dĩ, con người nhìn thấy được sự vật là do ánh sáng chiếu vào vật đó rồi phản xạ lại hình ảnh vào mắt của chúng ta. Vận tốc của ánh sáng rơi vào khoảng 300 triệu mét trên giây. Đối với những vật ở gần, khoảng cách vô cùng ngắn nên thời gian để ánh sáng đi từ vật đó đến mắt sẽ gần như ngay lập tức. Nhưng hãy tưởng tượng đến những thiên thể trong vũ trụ, khoảng không rộng lớn ngăn cách những vì sao. Dù cho ánh sáng có nhanh đến mấy, nó vẫn tốn một khoảng thời gian nhất định để du hành. Lấy ví dụ như mặt trời, nó cách xa trái đất 150 triệu km. Ánh sáng sẽ tốn đến 8 phút 20 giây để đi từ mặt trời tới trái đất. Nói cách khác, khi ta nhìn vào mặt trời, thì đó là mặt trời của 8 phút 20 giây trước. Tương tự như thế, với những hành tinh ở khoảng cách xa hơn, sẽ mất hàng nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm để ánh sáng chu du đến trái đất. Bầu trời đêm không khác gì một thấu kính lịch sử, chiếu rọi quá khứ bằng những tia sáng xa xăm. Nếu bây giờ có người ngoài hành tinh nào cách trái đất 80 năm ánh sáng đang nhìn về phía chúng ta, thì thứ mà họ thấy sẽ là chàng họa sĩ người Áo đang vẽ lại bản đồ thế giới. Like, subscribe hoặc mua hàng trong link bên dưới để ủng hộ kênh Gia Tiếp Video nhé!